đấy, chị em đây là chị. Không sao không sao, bên em không sợ mất mặt đâu. Hai người khom xuống nào. Chào mọi người. Cực quá cưng. Bây giờ trò chơi này thưa quý vị, họ đã được cột mỗi người một cái chân dính chùm nhau, và cái đôi ủng họ mang là có cái cục hít phía dưới. Khó lắm luôn anh ơi. Đơn vị nào nghĩ ra cái trò này vậy? Khó đi lắm luôn. V-Channel. Bây giờ các bạn sẽ có một trò chơi như sau. Các bạn sẽ di chuyển về đây. Đội của Harry Won sẽ di chuyển về đây. Đội của Lâm Vĩ Dạ di chuyển về đây của bá màu xanh. Sau đó mỗi người cầm một quả. Mình bắt đầu di chuyển về vạch đích nơi có những chiếc chảo. Sau đó chúng ta sẽ chọi vào chiếc chảo nào mà cái từ khóa Trường Giang đưa ra, hình ảnh đó các bạn tin là chính xác. Ví dụ ha, bánh gì đó, lỗ tai đó, cái mình chọi vô. Nhưng mà cái line đứng cuối cùng là ở đâu anh? Cho đứng sát luôn. Ô, chưa chắc tìm ra đâu. Ôi thiệt luôn anh. Thiệt không anh? Nói trời thôi, chúng ta đứng ngang với lại cái vậy đứng ở chỗ vòng tròn. Cái vòng nè, à, đó đứng ngang ngang cái vòng này là được. Mình có nên dán mất không mọi người? Chứ nghệ sĩ ăn gian lắm. Nhất là chị Dạ nữa. Ăn gian nữa. Dạ gian nữa. Thôi đi, ông đó. Ông nào? Ông nào ở đây? Làm gì có ông nào ở đây? Thôi nào, mời di chuyển. Dạ, ôi di chuyển đâu vậy? Mời di chuyển. Về đây lấy bánh chứ. Rồi, từ từ nha, từ từ nha. Tôi có thể ngã ra luôn cũng được. Hãy bước đi, bạn lý suy. Chấp đêm. Rồi. Một chân bước qua đây. Nếu như trong ba trái đó mà mình không tìm ra được á, thì các bạn phải lập tức quay về lấy tiếp tục ba trái khác. Hãy đi tìm củ mã thầy. Cái gì? Củ mã thầy. Cứ tới đi, đi tới đi. Cứ đi tới đi. Cứ tới đi, còn cái củ lạc cái gì? Từ từ nè. Củ mã thầy hả anh? Dừng lại. Rồi. Chị, nhắm chị. Mà củ mã thầy là cái gì? Cái điên hả? Chọi đi, chọi đi, đợi nhanh hơn, nhanh. Chính xác. Trời ơi, mình vừa phát hiện ra luôn. Củ mã thầy, còn được gọi là củ năng, là vị thuốc được sử dụng phổ biến với công dụng thanh nhiệt, giải độc. Trong ẩm thực, củ mã thầy cũng được sử dụng để hầm với dạ dày lợn hoặc dùng để nấu chè. Mời về. Trời ơi. À, từ tàu nha. Sẵn sàng chưa? Dạ. Hãy nhanh tay lẹ mắt lên. Dạ. Hãy đi tìm. Me rừng. Từ thôi. Anh điểm đi. Me rừng. Chọi đi. Không, chính xác. Không chính xác. Bây giờ đấy không phải là me rừng. Ta chín rồi. Ok ok. Lấy chai nhỏ đi. Đi thôi. Chùm sao nó đỏ hả? Không tính, không chính xác. Ủa sao vậy? Dấu banh. Lấy nhiều đi chứ lấy gì ít vậy. Lấy thêm trái nữa. Đi về nè. Trời ơi, nói rồi đúng không? Gian mà. Đi em chi vậy? Đi em. Yeah. Có bánh mà, cái bánh mà. Ủa gì hả? What? Chơi là mình phải tự trọng. Không, mình phải... chị Dạ không ăn gian nha. Đúng. Đừng có ăn gian. Cuối khó lắm. Cuối tôi khó lắm. À, không có. Lấy quyền nổ luôn chứ lấy gì mà ít. Nổ luôn. Yeah. Không chứ sao. Đừng làm cái gì vậy. Ủa? Chị chịu, cầm. Không, đã cầm nguyên cái. Trời ơi, chơi ăn gian vậy anh ơi. Không chứ sao. Trời ơi chị ơi, mình lấy một cái rổ luôn chị. Trời ơi, đó nè, chọi đâu mà chọi hoài. Không chứ sao. Cái đó đó. Bi Trần làm cái gì vậy? Không có được ăn gian như vậy. Sao bạn có thể ngồi lên được hay ăn vậy? Ăn gian là không có được, phải không? Không có
chơi vậy ai chơi? Không. Chơi em ai không chơi? Chị ơi, tụi em hết anh rồi. Hết anh rồi. Mình có nên gián mất không mọi người? Chứ nghệ sĩ ăn gian lắm. Danh hiệu Thánh ăn gian dường như luôn gọi tên Lâm Vĩ Dạ, nhưng cũng đừng vội xem thường Thánh dơ có cỡ BB Trần. Ở lượt ném thứ hai, những vàng vàng bất chấp của cả hai đội sẽ mang lại chiến thắng cho ai? Đáp án sẽ có ngay sau ít phút nữa. Chính xác. Trời ơi, đầu tiên mà. Chính xác. Em trời, hồi nãy nó vào đây chứ nó không vào đây. Mimi. Đó. Trời ơi. Đây chính là me rừng. Me rừng còn được gọi là trái mắt kham, thường xuất hiện ở rừng núi, đồi trọc vùng cao. Trái me rừng có vị chua và hơi chát, có tác dụng điều trị mất ngủ, kháng viêm, tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Các bạn chơi quá ăn gian với chương trình. Ăn gian quá trời luôn á. Anh ơi, tất cả em còn vẫn còn giữ được cái rổ. Tụi em vẫn còn giữ được cái rổ anh à. Bây giờ hãy tìm mắt kháng. Trái cây này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ớt. Nè. Mắt kẹt này nè. Vô rồi anh ơi. Kết thúc vòng 1. Em chưa chơi gì mà. À, kính thưa quý vị phụ huynh thân mến, nếu quý vị có các cháu đang ngồi bên cạnh thì hãy nói cho các cháu rằng là nghệ sĩ vui chứ không phải ăn gian đâu. Chúng tôi mời các bạn tới đây là để chơi chứ không phải là để tàn phá chương trình. Các bạn hãy nhìn lại đi, bạn đã làm gì vậy hả? Các bạn làm vậy, các cháu thiếu nhi xem chương trình thì nghĩ như thế nào về những người lớn? Các cháu thiếu nhi sẽ nghĩ là tụi em chơi hết mình, anh nhìn tụi em bây giờ đi. Không tàn má dại. Nói chung là đoạn đầu còn được, đoạn sau ăn gian quá. Gian quá. Gian. Gian mà quê luôn á. Thôi, dù gì thì đội Baby Trần thua rồi. Thua rồi. 10 điểm dành cho đội Lâm Vĩ Dạ. Yeah.